Rạng sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024, hai anh T và anh C để xe ô tô ở ven đường thuộc địa phận xã Tân Dân và xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu thì bị kẻ gian đập cửa kính, trộm cắp một số tài sản khác. Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khoái Châu triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh làm rõ đối tượng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2024 đã xác định Nguyễn Công Thái sinh năm 1988, trú tại tổ 25, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội là đối tượng thực hiện cả hai vụ trộm cắp tài sản. Đồng thời tổ chức bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị bên trong xe. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 1 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.